Xin chào các bạn nhé. Đấy, táo nó đang chuyển trắng trắng này là nó sắp chín đến nơi rồi. Hôm nay mình lại quay review cho các bạn. Thì cái táo này mình thấy năm nay vụ năm nay nó khá là to. Năm nay to lắm. Năm ngoái thì nó nhỏ hơn. Mình đây này các bạn nhìn này, quả là khá là to đây, bàn tay cái của mình này, to hơn ngón tay cái của mình, mà ngón tay cái của mình khá là to nhé. Đây này, quả xem này, quả khá là to đấy. Đây này, nó lại ra mầm ra hoa tiếp này, đấy, chưa kịp mà chín trái nó lại ra hoa đây. Ra hoa này mình lại sẽ phun cái chống rụng hoa rụng quả, chống rụng hoa rụng nụ rụng trái non để cho nó lại tiếp tục đậu này. Đó. Như cái vụ trước mình cũng đã phun rồi đấy, nó đã đậu khá nhiều. Đó, bây giờ mình lại phun tiếp. Hôm nay nó mưa thì mình chưa phun được. Hôm trước mình phun một lần rồi. Cái này phải phun từ lúc bắt đầu nó nhú nụ cơ, chỉ nó đạt chất lượng rất là tốt. Đấy, còn không có thì bắt đầu nụ như thế này mình phun cho đến lúc nó cũng đang sổ nhị mình phun được. Đấy, mình đang sẵn có nên là mình cứ phun đây này, quả này các bạn này. Đấy, vừa quả vừa hoa vừa nụ đây này, đây. Đây này. Đấy. Đấy, quả này. Đấy. Và che hơn. Đấy, có mầm rồi, đây là tiếp tục rồi. Đấy, các bạn xem là nó ra hết rồi. Đấy, nó ra là nó ra hoa luôn. Đấy, cây đây, quả kia, quả bên kia vẫn có kìa. Đấy, hoa đây. Đấy, nó ra hoa tiếp. Nó rất sai hoa. Vừa hoa vừa quả. Ở đây. Đấy, mình ở Hà Nội nhé. Đây, quả đây. Đấy, quả đây. Quả đây. Quả kia trong cốc kia nữa. Đây này. Đây. Đây, đây. Trong cốc này. Dưới này nữa. Đây nữa. Đó, nó toàn gần trăm quả. Trăm quả. Gần trăm quả đấy. Đây này, nó lại ra mầm tiếp đây các bạn này. Đấy. Đấy. Thôi, mình làm gãy mất rồi, bẻ cái thì nó gãy luôn. Thôi được, quả này để mình ăn luôn, nhưng mà ăn này lúc nhỏ này nó không ngon đâu. Lúc như này nó không ngon đâu. Nó chín nhá, chín nó rất giòn ngọt, thơm. Nhưng ăn lúc non xanh này nó lại rất là xốp. Năm ngoái mình ăn 2 vụ rồi mà. Thấy chưa? Đây. Ăn thử nhé. Đó. Lúc này nó không ngọt mấy đâu. Hơi ngọt nó không đáng gì đâu. Cái hạt nó rất nhỏ nhá. Mình cho các bạn xem cái hạt nó rất là nhỏ. Đến lúc chín á, nó ngọt lắm, nó ngọt thơm, nó giòn cực kỳ. Nhưng mà lúc xanh nó không ngọt mấy đâu. Không giòn nói. Này. Hạt này bé tiễu rồi đeo. To hơn cái tăm to tí. Này. Nhưng mà nó nhạt nó chưa ngọt đâu. Đây là các bạn xem. Đấy, sugar cane đấy. Đây, quả to. To bằng quả trứng chim cút đấy. Đấy, hoa này, hoa dữ dữ. Hoa thì nụ đầy rồi. Đang được hoa rồi. Đây hoa vừa hoa vừa quả này. Chết chín hả? Năm ngoái cũng thế, nó sẽ vừa hoa vừa quả luôn. Mình còn chưa kịp vật lá, để nó già nó chín nữa thì vật lá rồi nó ra lứa tiếp. Đấy. Bạn nào mà muốn
mua cái phân thua phân cái thuốc loại đậu quả này chống rụng hoa rụng quả này thì inbox cho mình này. Nó rẻ lắm, có 90.000 một chai 500ml thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng lấy dạng bột thì các bạn tự pha được, tùy các bạn. Không có mình pha sẵn là 500ml, 90.000 500ml. Hoặc các bạn về tự pha. Đấy. Nó đang chín rồi, nó đang ngả màu rồi. Rồi, xin chúc các bạn một ngày mới, một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui và sẽ chăm sóc được những cây táo tốt và có những thành quả, sẽ đậu quả. Trên kia là cao, đây gốc của mình đây. Đây này, chậu này đây. Đây, chậu này. Đấy, chậu này. Rồi, xin chào.